Sáng nay, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng chống COVID-19 trong quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị với sự tham gia của các điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Đà Nẵng, tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trường Quân sự Quân khu 5, Lữ đoàn Thông tin 575 và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ba đơn vị. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Quốc phòng, đại diện các quân khu 1, 3, 5 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham gia thảo luận sôi nổi. Các ý kiến tập trung rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đề xuất một số biện pháp cần thiết cho giai đoạn hiện nay. Trong hội nghị, Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao nỗ lực của quân khu 5 nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong công tác phòng chống COVID-19 với các kết quả đáng mừng. Được biết, tính đến ngày 7 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiếp nhận vận chuyển cách ly y tế 16 đợt gần 6.700 công dân, phối hợp triển khai 188 chốt, phong tỏa 31 khu vực với gần 114.000 lượt người, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thành lập 33 tổ truy vết F1, F2 để chống dịch trong giai đoạn cao điểm.